Thiên Thanh Nhung là cười Thiên Thanh Nhung là còn anh này là anh sống nhạc xanh công nhận là ở Vinmart Royal City 72 Nguyễn Trãi Hà Nội có nhiều cây lạ đẹp quá. Thế còn anh này anh Kim Ngân là anh Kim Ngân là anh thương mình không có tiền là năm nay anh phát triển cao ngỏng lên này non mơn mởn này. À, anh này cũng biết thương người lắm nhỉ.